Tôi có một thửa đất được cấp sổ đỏ từ 2004. Lúc đó địa chính xác đo đạc bằng giấy và bây giờ chồng tôi mất, để lại di chúc cho tôi toàn quyền sử dụng thửa đất và ngôi nhà cấp 4. Nhưng bây giờ đo đạc tọa độ thì diện tích lại tăng 900 mét vuông. Trong di chúc cũng có tọa độ và tăng thêm đó. Vậy cho em hỏi, tôi để làm gì để thay đổi được sổ đỏ, có gặp khó khăn gì không? Trước đấy thường thì nhiều diện tích đất hoặc nhiều thửa đất thường sẽ đo đạc bằng gọi là thước giấy hoặc là bằng những cái thước mà không có tọa độ. Vì vậy cái việc thừa hoặc thiếu diện tích hoặc trồng lấn là cái việc xảy ra rất là nhiều, đặc biệt là những cái khu vực nông thôn và khu vực miền núi, bởi vì những cái khu vực đó thì thường những cái trình độ của các thầy ngày xưa đi đó thì nó không được chính xác. Vì vậy cái diện tích thừa thiếu là xảy ra rất là nhiều, đặc biệt là thậm chí có nhiều khu vực bị trồng lấn. Thì bây giờ cái đất của bạn nó bị giữ ra 900 mét vuông, thì bạn hỏi là bây giờ có thể là để thay đổi để làm kiểu gì để làm được cái diện tích đất này. Thì định chia sẻ với bạn đấy gọi là cái chênh lệch diện tích đất so với diện tích đất trong sổ. Thì bây giờ bạn cần làm những việc sau đây. Việc thứ nhất đấy là cần phải đo đạc lại, mình mượn một bên thứ ba hoặc là bên chính quyền đấy đến đo đạc lại cái diện tích đất thực tế so với trong sổ có đúng là cái diện tích đất nó bị thừa hay không. Cái thứ hai là bạn đó là bạn đó tọa độ nó bị thừa 900 mét rồi, thì cái phần diện tích đấy của bạn nó có bị tranh chấp hay không. Bởi vì thường nếu như đất mà có tranh chấp với hàng xóm hay với một cái cơ quan hoặc là địa phương thứ bên thứ ba thì nó sẽ không được cấp đổi cái diện tích đất thừa, hoặc thậm chí nếu có tranh chấp thì thậm chí còn không được sang nhượng. Vậy thì cái đất của bạn bạn được thuộc 900 mét đấy có thuộc tranh chấp hay không? Nếu như không thuộc tranh chấp thì bạn đến phòng tài nguyên môi trường cấp huyện để có thể là xin cấp đổi lại cái sổ. Sau khi bạn xin cái cấp đổi sổ thì bạn phải làm những cái vấn đề sau đây để là đưa cái sổ đỏ của bạn gọi là quyền sử dụng đất sổ cũ đấy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là bạn phải chuẩn bị một cái đơn đề nghị cấp đổi quyền lại cái quyền sở hữu đất, quyền sử dụng đất đỏ. Cái thứ ba là bạn phải làm cái phô tố căn cước công dân đấy. Sau đấy bạn làm hồ sơ lên phòng tài nguyên môi trường đo đạc lại cái diện tích đất đấy và bạn sẽ đề nghị được cấp lại. Thì bạn làm hồ sơ lên để bạn đóng, sau khi bạn đóng thì nó sẽ có cái giấy hẹn và sẽ quay về cấp đổi đo đạc lại.